chào, chào. Video này mình sẽ nói về Bitcoin. Ngay bây giờ là 11 giờ 13 phút sáng ngày 23 tháng 6. Chuyện bùng nổ chuẩn bị xảy ra thì nó phải xảy ra như thế nào? Ok. Nó sẽ xảy ra sau cái con số như thế nào? Ok, nó phải cắn cái con số đó và nằm trên cái con số đó. Ok. Thì nó mới bùng nổ. Ok. Thì nhớ là bạn đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội mình đã tuyên bố cho bạn rồi. Ok. 17.300 đánh trống tàu kèn, đó là lúc đầu tiên nha, sau khi FTX sụp đổ, mình đánh trống thổi kèn làm bao nhiêu ngàn cái video, đúng không? Cái nền tảng này mình làm hơn 250.000, no, 2.500 cái video nói về Bitcoin. Mình đánh trống thổi kèn hàng ngày. Thì đó là một cái cơ hội đã lỡ rồi. Nhưng và biết bao nhiêu cơ hội chứ sau đó nữa, nhưng đừng bỏ cuộc nha. Giá Bitcoin sẽ lên trên mây, nghe, lên trên mây, nhưng mà không phải là nó đi một cái vèo đi lên đâu. Ok, nó không phải là đi một cái vèo đi lên. Nó sẽ có xuống và có lên, xuống và có lên. Ok. Trên cái con đường lên thì có sẽ xuống và lên. Cái công thức nha, góp gió thành bão thì ngay bây giờ có thể áp dụng. Ok. 1000%. Ok. Và riêng áp dụng cái đó thì bạn sẽ có được tự do tài chính. Nghe, mình tự do tài chính. Thì cái công thức đó là mình chia sẻ cho những người cũ đã theo dõi cái nền tảng này một thời gian dài thì rất là hiểu mình. Nhưng mà để mình nhắc lại cho một lần nữa cho những người mới là, cái là có nghĩa rằng, cho là một ví dụ, ngay bây giờ bạn có 100 triệu hay là bao nhiêu đó, ok, bạn nhảy vô thì cái đầu tiên là bạn lấy 50 triệu, bạn mua Bitcoin, bạn bỏ vô ví lạnh. Mình xin lỗi bạn, cái đồ này nó kéo xuống, cái bỏ vào ví lạnh, lấy 50 triệu bỏ vô ví lạnh, mua Bitcoin bỏ vào ví lạnh ngay bây giờ. Cái thứ hai là sau đó là bạn lấy cái 50 triệu còn lại của bạn á, bạn mua vô bán ra thì mua luôn sao, ok, có nghĩa là bạn mua thấp bán cao, cứ mua thấp bán cao, ok, gọi là góp gió thành bão. Thì đó là cái công thức mình chia sẻ. Xin lỗi bạn, bạn giữ nữa thôi. Ok, góp gió thành bão có nghĩa là góp những cái vốn nhỏ nhỏ của mình lúc ban đầu á để cho nó thành con bão. Ok. Còn bởi vì nếu mà mình lấy hết, cho là một ví dụ, bây giờ mình lấy hết 100 triệu mình mua Bitcoin bỏ ví lạnh thôi, mà cái vốn mình chỉ có vậy thôi, thì lúc mà nó tăng trưởng lên thì lợi nhuận không được bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì cái vốn ban đầu 100 triệu á, mà so sánh với ngay bây giờ một Bitcoin lên tới bao nhiêu, 600-700 triệu, đúng không, 600-700 triệu, ok, thì nó không đáng bao nhiêu. Ok, thì nó là vậy. Nhưng mà mình dùng cái 50 triệu kia mình góp gió thằng bão. Ok, cứ mua thấp ăn cao, bất cứ lúc nào mình thắng, bỏ 50% vô Bitcoin, bất cứ lúc nào mình thắng. Ok. Xin lỗi, mình vặn cái này lại chút xíu để cho nó chặt rồi nha. Đẩy cái này xuống. Mình đẩy. Ok. Thì nó là vậy. Thì để nó góp gió thành bão. Ok, thì cái công thức đó để làm sao để cho bạn có được tự do tài chính những tháng và năm tới đây. Mình đã nói luôn rồi, ngay bây giờ bạn không hiểu Bitcoin là gì thì cái nền tảng này là cái nền tảng có thể dẫn dắt bạn nha, cho tới tự do tài chính nha. Mình nhiều lúc mình nói những cái từ vựng như vậy á, tại vì bạn không có hiểu, bạn chưa có học về Bitcoin, bạn chưa có bỏ một ngày mười mấy tiếng, bạn chưa có bỏ ngàn cả trăm ngàn tiếng vào nó, nên bạn không hiểu mình đang nói gì. Ok, thì mình là người trải nghiệm nó rồi nghe, 4 năm ăn học một ngày mười mấy tiếng, nghe, một ngày mười mấy tiếng, 20 tiếng nghe, chứ không phải là một ngày mười mấy tiếng, 20 tiếng. Ok, thì mình đã về hưu lúc 36 tuổi rồi. Ok, còn mình bất cứ mình muốn làm một cái gì á, là có gọi là mình bỏ máu, mình bỏ tủy của mình vô trong đó, chứ mình không có làm đồ vớ vẩn nghe. Mình vô trong văn phòng của mình đóng cửa lại, là mình tắt điện thoại, mình tắt hết tới thế giới bên ngoài, nó là vậy. Ok, thì đây là cái chỗ bạn có thể dựa vào để lấy thông tin, để lấy chất xám nghe, để thay đổi cái vấn đề tài chính của bạn nếu bạn muốn. Ok, và mình đã làm khá là nhiều video
Rồi, ok, thì vừa rồi, cái đợt vừa rồi thôi là 24.800, ok. Thì chúc mừng cho những người anh em đã lúc nó rớt xuống á, từ 24, từ bao nhiêu đó, nó rớt xuống 24.800. Thì có những cái người là hoang mang sợ tụt quần chạy, nhưng riêng những người anh em, ok, theo dõi mà một thời gian dài thì mình khuyên họ, ok, mua và mua, ok, và cuối cùng họ cũng đã trúng, ok. Bất cứ lúc nào nha, cơ hội nhiều nhất xảy ra là lúc mà làm máu ở ngoài thị trường nha, máu ở ngoài thị trường sai rồi, ok. Bất cứ lúc nào nó xảy ra nha, bất cứ lúc nào xảy ra chừng nào máu ở ngoài thị trường á, là cái chỗ đó lúc đó là có nhiều cơ hội nhất nha. Thì nó là vậy thì đó. Thì ngay bây giờ là cái con giá nó là 30.000, ok. Đừng có đợi nó tới 100.000 nữa là liên lạc với mình nha. Thì nó lúc đó thì bạn phải mua giá mắc hơn 70%, ok. Thì cái đó là cái lời khuyên của mình, lời khuyên chân thành nhất, ok. Vậy thôi, ok. Chút nữa mình làm cho bạn thêm vài cái video nữa, ngay bây giờ mình đang lái xe, đang có việc thì mình chấm dứt tại đó, ok. Hồi tối hôm qua thì mình có làm vài cái video cho bạn nha. Tối hôm qua mình có làm vài cái video riêng cho những người nào đăng ký nhận tín hiệu, thì rõ ràng bạn cũng đã biết. Hồi tối hôm qua mình có gửi cho bạn một cái video của Ethereum và một cái video của Bitcoin. Hai cái video đó đâu tầm khoảng cỡ 3-4 giờ sáng gì đó, ok. Thì bạn nên tham khảo, ok. Cho những bạn mới, ở tối là cái giờ mà giờ trễ như vậy á, mình làm á, ok, thì mình có gửi qua với cái hệ thống của mình thôi nha. Sáng nay thì mình mới gửi cho cái cô nhân viên, thì chắc cô nhân viên sẽ gửi những cái thông tin đó cho bạn, ok. Còn nó là vậy nha, giá sẽ còn đi tê lên nữa vì bởi vì những con khổng lồ trong nguyên trái đất này á, vừa rồi nhảy vô nha, và nó nhảy vô không phải là một con không thôi nha, nó bao nhiêu con nhảy vô mà nó gọi là nhảy, nó xếp hàng để nó nhảy vô Bitcoin, ok. Nó làm đủ trò đủ kiểu hết liên quan với Bitcoin là nó nhảy vô, ok, để làm sao lợi nhuận. Trước đây nha, 2017 cho tới 2021 nó đứng ngoài cuộc chơi mà gọi là nó đứng ngoài cuộc chơi và nó bỏ lỡ biết bao nhiêu tỷ nha, nó không có những cái, nó không thắng được những cái đồng tiền đó. Thì ngay bây giờ là nó quyết định nó nhảy vô để nó kiếm ăn, thì nó là vậy, ok. Vậy thôi, mình chút nữa mình xin phép kết thúc cái video này đăng cho bạn, rồi sau đó là mình sẽ làm vài cái video nữa nghe, ok, xin chào mọi người.